lá thư mục vụ xin được trích lời dẫn nhập phục vụ Chúa Nhật hôm nay của Linh Mục Nguyễn Văn Nộ để mở đầu lá thư mục vụ này. Văn hóa Á Đông giúp các Kitô hữu Á Đông hiểu giáo huấn của Đạo Chúa một cách dễ dàng hơn, vì truyền thống Á Đông và giáo lý Công giáo đều rất coi trọng những giá trị của gia đình, nhất là sự hiếu thảo của con cái đối với ông bà cha mẹ. Trong gia đình Việt Nam, người con hiếu thảo là người con biết nghe lời ông bà cha mẹ mà kính trên nhường dưới, sống thuận hòa với người trong gia đình và thân ái với người xung quanh, cũng như hữu ích cho xã hội cộng đồng. Như thế, người con hiếu thảo là người con biết nghe lời cha mẹ, hay nói cách khác, nghe lời cha mẹ là một trong những việc thực hành đạo hiếu của người Việt chúng ta. Cha mẹ là biển là trời, nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời mẹ cha. Theo tiêu chuẩn trên thì hai người con trong dụ ngôn của Phúc Âm Chúa Nhật tuần này đều là những đứa con bất hiếu vì không vâng lời cha mình. Đứa thứ nhất gắt gỏng trả lời cha mình: con không muốn đâu, khi ông nói nó đi làm vườn nho cho ông. Đứa thứ hai thì có vẻ ngoan ngoãn lịch sự khi trả lời: thưa ngài, con đây. Nhưng nó lại chẳng đi. Đứa thứ nhất tuy trả lời gắt gỏng không muốn, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Còn đứa thứ hai mồm miệng dẻo quẹo, thưa dạ đoàn hoàng thì lại chẳng làm gì cả. Như thế, ngoài miệng thì xin vâng, nhưng hành động thì lại cưỡng ý cha mình. Cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ, trăm đường con hư. Cả hai đứa đều là con hư. Đứa thứ nhất hư trong lời nói và thái độ sức sượng. Đứa thứ hai hư trong hành động, tiên học lễ, hậu học văn. Người con thứ nhất thiếu sự lễ phép đối với cha mình là một việc đáng trách, nhưng hành động của anh ta lại chứng tỏ anh ta vâng lời cha, vì anh ta đã đi làm vườn nho cho cha. Người con thứ hai thì cư xử thật lễ phép, đúng bổn phận làm con, nhưng hành động của anh ta lại hoàn toàn trái ngược. Anh ta chỉ vâng lời cha ngoài miệng, nhưng hành động của anh ta chứng tỏ sự bất tuân bên trong của anh ta, vì anh ta không chịu đi làm vườn nho cho cha. Theo sự đánh giá của chúng ta thì thông thường chúng ta thích đứa dẻo miệng, bên ngoài ngoan ngoãn vâng dạ hơn đứa thô lỗ bướng bỉnh cãi lời mình. Dĩ nhiên cả hai người con trong dụ ngôn đều không là mẫu mực cho chúng ta noi theo. Nhưng trong Phúc Âm Chúa Giêsu nghiêng về người con thứ nhất hơn khi đặt câu hỏi cho những người chống đối Ngài: trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: người thứ nhất. Matthew đoạn 21 câu 31. Ngài so sánh các người thu thuế và gái điếm với người con thứ nhất, vì tuy họ sống theo ý mình trước đây nên cuộc sống không được đoàn hoàng. Chỉ vì tiền mà các người thu thuế bán mình cho ngoại bang để bóc lột dân mình. Chỉ vì tiền mà các cô gái điếm bán thân để nuôi miệng. Nhưng chính những người tội lỗi này đã thay đổi lối sống khi nghe lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả, và sau này họ tin vào Chúa Giêsu và đi theo Ngài. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Do Thái như người con thứ hai là những người bề ngoài thật công chính, vì họ giữ lề luật nghiêm ngặt và phục vụ trong đền thờ hàng ngày. Nhưng chính vì sự tự kiêu cho mình là người công chính như thế, họ đã không chịu nghe lời ông Gioan rao giảng và không chịu tin Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Dù người con thứ nhất biết hối hận vì lỗi lầm của mình mà sau đó đi làm theo ý của cha mình, nhưng nếu ngay từ đầu anh ta vâng lời cha liền thì đẹp biết bao. Hành động của anh ta tốt, nhưng lời nói của anh ta không tốt. Ngược lại, người con thứ hai thì lời nói vâng dạ thật tốt, mà hành động thì không tốt chút nào hết. Như thế, cả hai người con đều ngôn hành bất nhất. Người con lý tưởng là người con mà ngôn hành đồng nhất, biểu lộ sự vâng lời trọn vẹn từ trong tâm hồn ra đến hành động bên ngoài. Như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, là Kitô hữu chúng ta phải có bổn phận thảo hiếu đối với Thiên Chúa là Cha, Đấng ban mọi ơn lành hồn xác cho chúng ta. Thảo hiếu với Chúa Cha là thực thi thánh ý của Người, mà thánh ý của Người là muốn chúng ta cộng tác với Người để làm vườn nho của Người, tức là xây dựng một xã hội công bình và yêu thương, xây dựng nước trời, vương quốc của chân lý và tình yêu. Trong trần gian này, như lời kinh Lạy Cha chúng ta đọc mỗi ngày, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong việc giữ bổn phận thảo hiếu với Cha, thi hành thánh ý của Cha, chúng ta có một tấm gương tuyệt vời là Chúa Giêsu Kitô, con yêu dấu của Cha. Ngài đã vâng lời Cha đến trần gian để cứu chuộc con người, và đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Cả cuộc đời Ngài là mẫu gương tuyệt hảo của ngôn hành đồng nhất. Lời nói và hành động của Ngài luôn đi đôi với nhau. Ngài đúng là người con tuyệt hảo. Linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh. Niềm vui của tình yêu. Phân định những hoàn cảnh bất quy tắc. Phần 298. Những người ly dị và đang sống một sự kết hợp mới, chẳng hạn, có thể thuộc về nhiều hoàn cảnh rất khác nhau. Dù vậy, ta cũng không nên phân loại xếp hạng mục hoặc khép họ vào những phạm trù quá cứng nhắc, đến nỗi không còn chỗ cho một phân định cá nhân và một vụ phù hợp. Một sự kiện có thể xảy ra là sự kết hợp lần thứ hai đã ổn định theo thời gian với những đứa con mới, chứng tỏ có sự trung thành, có sự cống hiến quảng đại, dấn thân sống đức tin Kitô giáo, ý thức tình trạng bất quy tắc của mình và rất khó quay trở lại mà lương tâm không cảm thấy rằng mình không thể tránh khỏi lại rơi vào những sai lỗi mới. Hội Thánh nhận biết những hoàn cảnh trong đó, người nam và người nữ vì những lý do hệ trọng như nuôi dạy con cái, không thể thỏa mãn sự đòi buộc phải chia tay. Cũng như trường hợp của những người đã nỗ lực nhiều để cứu cuộc hôn nhân đầu tiên của họ và đã bị bỏ rơi một cách bất công, hoặc trường hợp của những người đã ký kết một kết ước thứ hai nhằm mục đích nuôi dạy con cái. Và đôi khi trong lương tâm họ chủ quan tin rằng cuộc hôn nhân trước đây của họ đã đổ vỡ vô phương cứu vãn, chưa bao giờ thành sự. Có một trường hợp khác nữa, đó là một sự kết hợp mới xảy ra từ một cuộc ly dị chưa lâu, với tất cả những hậu quả của khổ đau và hoang mang gây ra cho con cái và toàn thể gia đình, hoặc trường hợp của một người liên tục bỏ bê bổn phận gia đình. Cần phải thấy rõ rằng đó không phải là lý tưởng mà Tin Mừng đề ra cho hôn nhân và gia đình. Các nghị phụ thượng hội đồng đã khẳng định rằng các mục tử phải luôn luôn làm sao để phân định thật thích đáng, với một cái nhìn phân định rõ ràng các hoàn cảnh. Chúng ta biết rằng không có những toa thuốc đơn giản.